Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đào Ngọc Dung lộ liễu sơi bia mộ của liệt sĩ vô danh, ông Tổng tính sao đây? Vào ngày 5 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung có buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Trị về công tác lao động, người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Và ông này đã có một đề xuất rất khó hiểu. Đó là đổi tên liệt sĩ vô danh thành liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Và năm 2023 phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin này. Lý do mà ông Đào Ngọc Dung đưa ra cho quyết định này là không liệt sĩ nào là vô danh, những liệt sĩ đều có tên tuổi, quê quán. Vì vậy, việc ghi tên bia mộ cần phải nghiêm túc thực hiện, thống nhất trên những tấm bia này là liệt sĩ chưa xác định được thông tin, không thể là vô danh nữa, ông nói. Đây là hình ảnh ông Đào Ngọc Dung. Thực ra từ vô danh thành liệt sĩ chưa xác định được thông tin chẳng khác nhau mấy về mặt ý nghĩa. Cụm từ mới có phần dài dòng và mơ hồ. Mục đích là để xuất ngân sách mà thôi. Mà nói tới tiền thì trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có rất nhiều tiêu cực và từ đây có thể tham nhũng làm giàu. Vào ngày 8 tháng 7, theo chỉ đạo của ông Đào Ngọc Dung, lãnh đạo Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết họ đang tiến hành việc thay đổi thông tin trên bia mộ liệt sĩ theo quy định. Theo đó, sẽ có 24.720 mộ cần phải thay đổi thông tin trên bia, trong đó có 20.501 bia mộ đang ghi là mộ liệt sĩ chưa biết tên hoặc mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Để thực hiện việc thay đổi, Sở Lao động và Thương binh Xã hội Quảng Trị đã có tờ trình đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hỗ trợ kinh phí cho tỉnh khoảng 13,8 tỷ đồng, tức là 650.000 đồng trên mỗi ngôi mộ. Trong 2 năm 2021 đến 2022, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện chuẩn hóa thông tin 6.892 bia mộ liệt sĩ với tổng kinh phí là 4,51 tỷ đồng. Để hoàn thành bia mộ, tỉnh Quảng Trị mới đây có văn bản đề nghị Sở Lao động và Thương binh và Xã hội tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho tỉnh trong năm 2023 để hoàn thành việc khắc lại và điều chỉnh thông tin lên tới 13.591 bia mộ liệt sĩ, còn lại với tổng kinh phí là gần 9 tỷ đồng. Đây chính là tiền thuế của nhân dân. Đây là hình ảnh vẽ dự án rất lộ liễu. Theo ông Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Trị, tại Quảng Trị trong thời gian qua không dùng từ mộ liệt sĩ vô danh, mà dùng từ mộ liệt sĩ chưa biết tên hoặc mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Địa phương hiện nay có 20.501 ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên. Trước đây khắc như thế, nhưng giờ theo nghị định của chính phủ thống nhất khắc chữ rằng mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trước đó, tại cuộc họp làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung chỉ đạo quyết liệt thực hiện việc đổi tên bia mộ. Trước thông tin này, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện một số ý kiến cho rằng việc thay đổi nội dung bia mộ liệt sĩ là không cần thiết và tốn kém. Đặc biệt, việc thay đổi thông tin nói trên không khác nhiều so với bia mộ cũ cả. Ông Trung Ngọc Anh đã từng vẽ dự án nghiên cứu kit test COVID-19 để hợp thức hóa vai trò gian lận của công ty Việt Á với số tiền là gần 20 tỷ đồng. Các quan chức của Bộ Khoa học và Công nghệ đã chia nhau số tiền này. Tuy nhiên, dự án của Trung Ngọc Anh không lộ liễu như dự án đổi bia mộ tốn kém, vô ích của ông Đào Ngọc Dung. Đây là vấn đề tiêu cực. Những đồng tiền thuế của dân đã bị chi tiêu một cách hoang phí vô cùng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng trừng trị nhiều quan chức tham lam, hối lộ và nhận tiền. Thì ông cũng cần phải điều tra xem xét dụng ý của ông Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội này là gì. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tính sao với ông Đào Ngọc Dung đây. Đây chính là hành động lợi dụng người đã khuất để trục lợi. Về mặt đạo đức, quyết định này có vấn đề. Về mặt pháp luật thì lại càng có vấn đề hơn. Vẽ ra dự án để ăn tiền chính là hành động phá hoại. Phá hoại công sức của người dân làm ra đồng tiền, đóng thuế cho chính quyền, để rồi chính quyền để cho những kẻ như thế phung phí. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đà Nẵng đang bị tấn công, thành trì của chủ tịch bị vây tứ phía. Quảng Nam, Đà Nẵng trước đây là cùng một đơn vị hành chính. Sau này,
thành phố Đà Nẵng đã tách ra làm đôi. Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã được chia ra như vậy. Trước đây, ông Phúc, chủ tịch nước hiện nay nắm vùng Quảng Nam, đối với đối thủ chính trị của ông Phúc là Nguyễn Bá Thanh thì nắm Đà Nẵng. Mỗi nơi một vùng, tuy nhiên tham vọng của ông Phúc không chỉ là tỉnh Quảng Nam mà cả thành phố Đà Nẵng nữa. Mặc dù vậy bị cản trở bởi Nguyễn Bá Thanh nên trước đây ông Phúc không thể gây ảnh hưởng lên thành phố này cho được. Tuy nhiên giờ đây thì hầu hết những vây cánh của ông chủ tịch nước đã nắm được Đà Nẵng. Vụ án Việt Á, CDC Đà Nẵng là nơi ký mua test kit xét nghiệm nhiều nhất. Tuy nhiên, CDC Đà Nẵng bị sờ gáy chậm nhất là bởi nơi này là lãnh địa của ông chủ tịch. Tuy nhiên, sau thời gian chần chừ thì cái lò của Nguyễn Phú Trọng đã chạm vào bộ máy lãnh đạo của ngành y ở thành phố lớn nhất miền Trung này. Đây là hình ảnh rời ga để lấy đất vàng. Vụ CDC Đà Nẵng được xem như là bước công phá đầu tiên của phe đốt lò vào thành trì của ông chủ tịch. Mà khi thành đã bị công phá thì mũi tấn công thứ hai tiến vào là điều dễ dàng. Bởi khó khăn nhất là mở cổng thành. Tuy nhiên, đã buộc cổng thành mở thì tấn công vào trở nên dễ hơn. Hiện nay, báo chí đang nhắm vào sai phạm đất đai ở Đà Nẵng. Và cũng hiện nay, khu đất vàng ở ga đường sắt Đà Nẵng đang được nhắc tên. Thời gian gần đây liên tục xuất hiện các thông tin liên quan đến đề xuất di rời đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố, đưa ra các vùng ven. Đất nơi ga thường là trung tâm và đường sắt ở đây sẽ đứng nhường chỗ cho các dự án đô thị bất động sản khủng. Điển hình là những đề xuất rời ga Đà Nẵng. Và mới đây nhất, thành phố Đà Nẵng đã phát hành hồ sơ chào thầu thuê tư vấn di rời ga Đà Nẵng khỏi nội đô và phát triển đô thị. Trong đó có thuê tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án phát triển đô thị sau khi rời ga đi. Từ năm 2003 đến năm 2004, dự án di rời ga Đà Nẵng đã được khởi công nghiên cứu với đề xuất vốn đầu tư khoảng 12.600 tỷ đồng, trong đó có hơn 2.400 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng, còn lại là đầu tư hạ tầng tuyến mới ra nội đô. Đây là hình ảnh báo chí nhà nước đang nhắm vào chính quyền Đà Nẵng. Cũng mới đây, Cục Đường sắt của Bộ Giao thông Vận tải đã có dự án báo cáo tổng kết luật đường sắt, trong đó đề cập đến quy định cho phép các ga đường sắt được xây dựng công trình kinh doanh, dịch vụ, thương mại, văn phòng, đặc biệt là các ga lớn có lợi thế thương mại cao. Một chuyên gia giao thông cho biết, hiện tại đang có sự khác biệt trong mô hình tổ chức của các tổng công ty giao thông. Ngành hàng không có công ty chỉ khai thác phương tiện, công ty chuyên khai thác sân bay và nhà ga. Ngành hàng hải vừa khai thác hạ tầng cảng, vừa có đội tàu. Riêng đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam chỉ quản lý phương tiện, nhà ga, hạ tầng đều của nhà nước. Việc di rời ga để lấy đất vàng là vấn đề rất phức tạp, bởi bên trong nó, những nhóm lợi ích đứng sau, các chính quyền địa phương sẵn sàng hốt những lô đất mà thường chỉ áp dụng theo khung giá nhà nước rẻ bèo. Từ sau khi ông Nguyễn Bá Thanh mất, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã rơi vào tay của những quyền lực thân với ông chủ tịch nước. Nguyễn Xuân Anh được Nguyễn Bá Thanh nâng lên cũng ngã ngựa vào năm 2017, và sau đó con trai ông Nguyễn Bá Thanh cũng bị kỷ luật, phải bỏ cơ nghiệp chính trị, thì xem như thế lực Nguyễn Bá Thanh ở đây đã lép vế. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đang có hậu phương không vững. Được biết, ông Nguyễn Bá Thanh đã cùng kề vai sát cánh với ông Tổng và cũng vì ông Tổng mà hy sinh. Thì liệu ông Tổng có sờ gáy bộ máy thành phố để phanh phui ra nhóm quyền lực thân ông chủ tịch nước hay không? Ít nhất hiện nay có hai mũi tấn công trung ương nhắm vào thành phố Đà Nẵng. Đó là mũi CDC liên quan vụ Việt Á và những hành động mờ ám liên quan đến đất vàng ở ga Đà Nẵng. Không biết rồi hậu phương của ông chủ tịch nước sẽ đứng vững được nữa hay không? Chúng ta sẽ tiếp tục xem và biết kết quả vào thời gian tới.